Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của Loa Bằng Gỗ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một bộ dàn MIDI rất là hay đến từ thương hiệu của Yamaha. Bộ dàn này thì nó có tên mã là 040. Một trong những cái bộ dàn loa toàn giải cực kỳ hay của hãng. Như anh em có thể thấy thì cái bộ dàn này nó sẽ chơi được USB này, chơi được CD này, chơi được AUX này, chơi được iPod ở trên này, chơi được tuner nữa. Nói chung là đầy đủ tất cả các cái cổng. Hàng về thì như anh em có thể thấy thì nó rất là đẹp, nó mới đến khoảng độ 95%. Con này về thì nó đầy đủ phụ kiện gồm có dây loa, remote, rồi là dây anten, tất cả đầy đủ hết. Ở đây thì em đang đặt cái lên cái chân đế của cái bộ loa màng gỗ, chứ cái đế loa này nó không kèm theo nha anh em. Thì anh em có thể thấy là những cái bộ 040 này về thường nó thiếu cái remote này. Nếu mà thiếu cái remote này thì anh em sẽ không có thể nào mà chỉnh bass set được, cũng giống như là chúng ta chuyển bài. Thì ở trên này thì nó chỉ có to nhỏ, rồi là input, rồi là mở tắt và lấy đĩa ra, chứ nó không hề có cái nút lách. Đấy. Nên là nếu mà không có cái remote này thì anh em hoàn toàn không thể sử dụng được chỉnh bass set hoặc là chuyển bài. Đấy. Nên là cái remote của cái bộ dàn này nó rất là quan trọng. Bây giờ em sẽ test cái âm thanh của nó. Cái bộ này thì anh em có thể nghe màng gỗ như nào thì con này nghe như vậy, nó rất là hay. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối, xót thương suốt đời. Nhắm mắt, ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất, và tiếng hát và nước mắt.